trong sạch mà cái động cơ tu hành tốt của mình khi mình lại Phật thì như vậy là một lại Phật mà thôi, mà thân lời nói và ý tưởng vào các cái họ nào mình xin chắc sẽ sẽ hani chatsana la basir zerosana kuzu chikuru kuzu 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 chilo kuzu yama shos zerosana lễ Phật kính lễ Phật và lại Phật thì những cái tạm gọi là chan chan có nghĩa rằng là tay của mình để xuống ở dưới đất, và khi đó mình lại đưa tay lên là có nghĩa rằng là mình lại xuống để mà mình tiêu trừ những cái tội lỗi của mình, và khi mình đưa tay lên là để nhận được cái sự gia trì hồng ân của chư Phật để cái thân lời nói và ý tưởng của mình được thanh tịnh. Nào, thì đây là cái lúc mà ví dụ như đi bên đi kinh chỉ là để xa mà người ta kinh mà thế à, đó là xa mà của người ta luôn cái kinh thế mà, thì đây là cái cổ đấy. Và mình sẽ lại Phật rất là nhiều là tại vì sao, như là một cái chổi mà muốn quét cái bụi cái đất thì cần phải có cái chổi, chứ không phải chỉ một cái còng rơm. Thì như vậy lại Phật nhiều lần với thân khẩu ý thanh tịnh của mình thì mình sẽ vừa tiêu trừ được nghiệp chướng mà mình vừa tích lũy công đức. Thường khi mình tu tập mình bị vướng phải một cái tội, đó là cái lòng kiêu căng ngạo mạn, và lòng kiêu căng ngạo mạn sẽ gây biết bao nhiêu chướng ngại cho cái sự tu hành của mình, và những cái thiền đức như là cái tâm nhu nhược, tâm hòa nhã, tâm từ bi nó sẽ không có đến được, thiền đức không đến được với cái người kiêu căng ngạo mạn. Cho nên khi mà mình lại sống như vậy là mình diệt trừ cái sự kiêu căng ngạo mạn của mình. Vì sao lại Phật là mình diệt trừ được cái sự kiêu căng ngạo mạn? Tại vì khi mà mình hạ người mình xuống trước một cái đối tượng, tất nhiên là mình cung kính đối tượng đó, và mình quan mình là thấp bé nhất. Thì nếu mà lại Phật rất là nhiều là mình là thấp bé nhất trong tất cả, thì như vậy cái lòng kiêu căng ngạo mạn của mình nó sẽ được diệt trừ, và mình được học được cái hạnh thiên thượng thiên hạ. Ồ, thế sao mà chia sẻ nguyên nhân nhà cô kia ghét gì đấy? Thật sự là nguyên nhân nhà cô này chả có nhân gì, chả có gì hết, đều là dùng thủ mà. Là chỉ sinh nguyên nhân, anh sinh ra được cái gì mà, không sự gì. Khi mà mình tu hành mà mình vẫn còn vướng mắc vào cái sự kiêu căng ngạo mạn đó thì làm sao mà thiền đức có thể là đến được? Một người mà kiêu căng ngạo mạn thì người đó sẽ không bao giờ có lòng từ, có lòng bi, biết thương yêu, cái tâm cởi mở và cái tâm hòa nhã, cũng như là tiến đến bồ đề tâm. Những thiền đức đó nó không đến được trong cái tâm của một người kiêu căng ngạo mạn. Mình cũng có thể so sánh như cái lòng kiêu căng ngạo mạn cũng giống như một con núi đá rất là cao, trên đỉnh núi bị phong ba bão táp, dù cho có mưa rơi đi chăng nữa cũng chỉ là sảng sỏi mà thôi. Trong khi đó xuống cái sườn núi thì tự nhiên cây cỏ nó tốt tươi nó mọc. Thì như vậy một người kiêu căng ngạo mạn là như cái ngọn núi đá luôn luôn cô đơn và phong ba bão táp, trong khi đó mình học cái hành khiêm nhường và thì hoa quả cây cối nó sẽ mọc như là sườn núi như vậy. Thì mới thấy đây là một cái thí dụ để cho mình thấy được so sánh được thế nào là lòng kiêu căng ngạo mạn.